con đường dẫn vào khu dân cư tổ 1, thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Lúc nào cũng trong tình trạng bụi bay mịt mù, đất đá rơi vãi đầy đường. Những sai phạm trong việc khai thác vận chuyển vật liệu đất đá phục vụ cho các công trình dự án xây dựng không chỉ dừng lại ở mức độ ô nhiễm môi trường mà còn kéo theo vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lúc vận chuyển. Sai hình trả trầm trầm, bằng thời bụi ba vô vỗ nước ở đại là để đó mà cũng tặng bụi. Dạ, nhưng mà hiện tại hắn vẫn chạy nhiều không bà? Chạy nhiều lắm, lần nữa 20 chiếc đó. Theo phản ánh của người dân, những binh đoàn xe chở đất đá quá tải của doanh nghiệp vận tải Trường Giang vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ trên tuyến đường quốc lộ 40B. Điều đáng nói, tình trạng khai thác đất núp bóng cải tạo tại khu vực này vẫn diễn ra tràn lan, nhưng dường như không có trạng thái quản lý chặt chẽ của chính quyền. Các cơ quan chức năng thờ ơ công tác quản lý nguồn tài nguyên. Còn cái đoạn mà sao nó rầm là đất cũ, là trước đây làm động người dân họ mất. Nhiều lần mất quần xuống mình sẽ lấy, nhiều lần mình quần lại. Mất dựng nhau không chở ra là không còn tiếng rồi. Còn mình làm việc để sắp lá không còn tiếng này ra ra là ông chở ra. Á, ông Trường Giang này, A là người kêu ông chở, hai là ông trực tiếp mất. Hai là đơn vị công ty là mình làm cái bọn mình nào. Bọn đầu rất là phần là từ đường có xe, có chở đó, có chở đó, mà có xe đại. Tới không có ai là nó mình lấy cái tiền hàng trước á, chứ còn bữa vừa đầu á là mình lấy cái đó, bảo vệ được rồi đó, đúng không? Người dân nơi đây đang phải gồng mình chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, hàng trăm chiếc xe tải chở đất đá từ mỏ đá Cù Lao và trên địa bàn xã để phục vụ cho các công trình dự án xây dựng. Bụi tung mù mịt, đường xá hư hỏng nặng, làm cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. Xe tải chở nặng lắm. Có bụi không bà? Bụi bạm, dân chịu được. Bụi nhiều quá. Vô hết trong nhà tôi xin một cái tấm này cũng mong tàu. Phóng viên ghi nhận tại tuyến đường quốc lộ 40B có hàng trăm lượt phương tiện ba chân. Xe trên 8 tấn, quá tải, vô tư hoạt động chở đất đá tại đây. Nguy hiểm hơn, việc xe quá tải qua lại liên tục gây nguy hiểm cho các hộ dân hai bên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lần theo những chiếc xe tải chở đất, phóng viên được dẫn đến quả đồi gần ngay mỏ đá Cù Lao. Tại đây có hai chiếc máy múc đào bới liên tục, nửa quả đồi đã biến mất. Hơn chục chiếc xe hổ vồ, xe ben đang xếp hàng chờ ăn đất. Việc khai thác đất chui diễn ra trong 2 ngày cuối tuần. Nhiều người dân đặt ra câu hỏi, sai phạm về môi trường, xe chạy quá tải, có biển cấm trên 8 tấn mà vẫn hiên ngang lưu thông mà không có cách nào xử lý triệt để, thì có phải do năng lực quản lý yếu kém hay có sự nhắm mắt làm ngơ của chính quyền huyện địa phương? Môi trường và đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.